Sáng ngày 23 tháng 6, lực lượng chức năng quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ cháy căn hộ rộng 75 m2 tại tầng 19 block 2 của chung cư Akari 2, phường An Lạc. Trước đó, 4 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa bùng phát tại căn hộ tầng 19 của chung cư trên. Cùng lúc đó, chuông báo cháy vang inh ỏi khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy tìm đường thoát nạn. Nhiều xe chữa cháy cùng hơn 20 chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng ban quản trị chung cư dập lửa khoảng 30 phút sau, vụ cháy được khống chế. Vụ cháy không gây thương tích về người nhưng làm 9 trên 75 mét vuông, căn hộ bị hư hại nặng, nhiều đồ đạc bị thiêu rụi. Hiện nguyên nhân đang được điều tra. Tối ngày 16 tháng 6 năm 2024, vụ cháy tại số nhà 207 Định Công Hạ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã cướp đi sinh mệnh của 4 người vô tội, trong đó có 3 trẻ em. Thông tin từ công an thành phố Hà Nội cho biết, khoảng 18 giờ 22 phút ngày 16 tháng 6 năm 2024, trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố nhận tin báo cháy nhà dân khu vực tầng 4 tòa nhà có địa chỉ nói trên. Nhận được thông tin, công an thành phố Hà Nội đã điều động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố, công an các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, cảnh sát 113 công an quận Hoàng Mai, công an phường Định Công với gần 100 cán bộ chiến sĩ, cùng 12 xe chữa cháy, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy. Sau nhiều nỗ lực cố gắng đến 19 giờ 30 phút, đám cháy đã được khống chế và 20 giờ 00 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Dù đám cháy xảy ra trong thời gian không quá lâu, song hậu quả để lại vô cùng lớn. Nó không chỉ là tài sản mà còn có bốn nạn nhân xấu số đã thiệt mạng. Tới thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng có thẩm quyền vẫn chưa công bố nguyên nhân vụ cháy. Tuy nhiên, những hình ảnh ghi lại tại ngôi nhà này đã đặt ra không ít câu hỏi về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự xây dựng, phòng chống cháy nổ, đồng thời còn dấy lên những câu hỏi xung quanh vấn đề điện mặt trời áp mái. Theo ghi nhận của phóng viên, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn cao 6 tầng một tôm, mặt tiền khoảng 5 6 m vuông. Tầng dưới là kinh doanh các mặt hàng vật liệu dễ cháy như là sơn, keo, máy bơm, vật liệu xây dựng. Khu vực tầng bị cháy và tầng tôm, hàn kín không có lối thoát hiểm. Cụ thể trên tầng thượng ngôi nhà có một hệ thống máy nước nóng, năng lượng mặt trời, có dấu hiệu bị cháy và ám khói đen kịt. Sân thượng trước tôm nhà được quay trồng cọp, bên trên là hệ thống điện mặt trời áp máy. Hình ảnh hiện trường cho thấy hệ thống điện mặt trời trên mái không bị ám khói do được ngăn cách với lớp trần bê tông, song nó cũng khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ cháy nổ đối với loại thiết bị này và nếu xảy ra cháy nổ thì hậu quả sẽ như thế nào. Facebooker có tên là Hà Trung qua sự việc này bày tỏ lo lắng, ngôi nhà này có hệ thống năng lượng mặt trời, điện lưới nếu không được lắp đặt vận hành bởi nhân sự có chuyên môn thì rủi ro cao. Những lo lắng này không phải là không có cơ sở. Và trên thực tế, từ năm 2020, Công an nhiều tỉnh thành đã có đề nghị Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ hướng dẫn công tác thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy đối với điện mặt trời và hệ thống điện mặt trời áp máy. Trên cơ sở đó, ngày 8 tháng 9 năm 2020, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã có văn bản hướng dẫn số 3288 CP07 P4 hướng dẫn về nội dung này. Trong đó, đối với hệ thống điện mặt trời lắp đặt trên mái nhà của công trình không thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, cơ quan chức năng lưu ý 5 vấn đề. Lựa chọn chủng loại hệ thống điện mặt trời mái nhà, bố trí thiết bị của hệ thống điện mặt trời mái nhà, bố trí lối tiếp cận lên mái, vận hành và điều khiển, trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy. Một trong những nội dung ở phần lưu ý bố trí thiết bị của hệ thống điện mặt trời mái nhà đó là đối với các mái có bố trí lan can xung quanh, theo chu vi mái phải bố trí tấm pin cách lan can một khoảng 2,5 mét. Đối chiếu theo hướng dẫn, cảm quan, có thể thấy là hệ thống điện mặt trời áp máy lắp đặt tại số nhà 207 Định Công Hạ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội có dấu hiệu chưa đảm bảo theo quy định liên quan tới điện mặt trời áp máy tập đoàn điện lực việt nam evn cũng đã đưa ra các hạng mục kiểm tra ban đầu khi đấu nối và trong quá trình vận hành dự án hỗ trợ tư vấn người dân trong quá trình lắp đặt thiết bị evn khuyên cáo để ngăn chặn cháy nổ hệ thống điện mặt trời mái nhà chủ đầu tư người dân cần lựa chọn vật tư phù hợp của đơn vị cung cấp uy tín có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ rõ ràng cùng với đó là lựa chọn đơn vị lắp đặt uy tín có kinh nghiệm về điện mặt trời tránh việc tự ý lắp đặt Sáng 17 tháng 6, thi thể 4 nạn nhân trong vụ cháy xảy ra chiều tối qua tại ngôi nhà số 207, phố Định Công Hạ đã được đưa về nhà tang lễ Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội để lo hậu sự. Hàng trăm người thân, bạn bè, hàng xóm của các nạn nhân có mặt tại nhà tang lễ tiễn đưa những người xấu số, gồm bà NMH, 53 tuổi, cùng ba cháu nhỏ NDMS, 11 tuổi, con trai bà H, NTA, 6 tuổi, NDK, 2 tuổi, đều là cháu ngoại bà Hát. Đôi mắt đỏ hoe, ngồi thất thần ở hành lang nhà tăng lễ Văn Điển, ông A, anh họ bà Hát, cho biết sau khi hỏa thiêu, trong chiều 17 tháng 6, cho cốt bà Hát và con trai được đưa về quê nội ở Hải Dương để chôn cất. Còn cho cốt hai cháu ngoại bà Hát sẽ được đưa về Hải Phòng. Theo ông A, vợ chồng bà Hát đã buôn bán đồ điện nước ở Hà Nội khoảng 25 năm nay. Ông A nói, Tôi về khu định công hạ này trước, thấy làm ăn được nên rủ vợ chồng chú S, chồng bà H về đây làm cùng. Vợ chồng chú S rất chịu khó, thường để nhiều hàng hóa trong nhà. Và cho biết thêm, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ông S bán hàng ở tầng 1, còn bà H và các con, cháu ở tầng 5, tầng 6. Hai cháu NTA và NDK thường ở với ông bà nội tại khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Chiều qua là ngày Chủ nhật, các cháu lên chơi với ông bà ngoại thì gặp nạn gạt vội nước mắt, ông A buồn bã nói. Em và các cháu chết khổ quá, biết nhưng không làm sao cứu được. Nói về việc buôn bán đồ điện nước, vật liệu xây dựng, ông A nhận định đây là những mặt hàng rất đặc thù bởi có nhiều chủng loại nên không thể gọn gàng như bán các mặt hàng khác. Anh T, 24 tuổi, cháu gọi bà Hát bằng cô, cho biết, chiều tối 16 tháng 6, anh nhận tin ngôi nhà ở phố Định Công Hạ bốc cháy dữ dội. Nhìn bức ảnh anh ngờ ngợ thấy rất giống nhà cô mình. Khi đó tôi hoảng lắm, không nghĩ nhiều, liền gọi cho mọi người nhanh chóng xuống nhà cô hát, đồng thời gọi cho người ở gần hiện trường chạy qua xem giúp tình hình thế nào. Lên gần tới nơi, tôi thấy đoạn đường và nhà cô hát bị tắc, ô tô của tôi không vào được nên phải đỗ cách hiện trường hơn 1 km. Sau đó tôi chạy bộ và đến nơi thì đám cháy đã được dập tắt, công an bảo các nạn nhân được đưa về nhà tang lễ thanh nhàn. Anh Tê đau buồn kể. Ông Tê, em trai bà Hát, buồn bã nói. Dạng sáng 17 tháng 6, gia đình ông nhận tin nhà chị gái xảy ra cháy, bốn người tử vong. Chia sẻ về gia đình chị gái, ông Tê nói vợ chồng bà Hát rất chịu khó, sống chắt bóp, làm việc không ngừng nghỉ hơn 20 năm qua. Ông Tê buồn bã chia sẻ. Mặc dù công việc bận rộn, nhưng vợ chồng chị ấy thường xuyên về thăm quê, ai có công to việc lớn gì đều có mặt. Sáng qua chị hát cùng con trai về quê ăn lễ dạng ngõ của cháu. Khoảng 16 giờ mẹ con chị ấy quay trở lại Hà Nội thì xảy ra vụ cháy. Một người thân trong gia đình bà Hát cho biết thêm, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, chồng bà Hát cầm bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng bất thành. Người thân trong gia đình bà Hát nói, chúng tôi rất thắc mắc tại sao ngọn lửa lại bùng phát ở tầng 4. Nhiều người nói có thể do chập điện hoặc xét đánh, nhưng kết luận cuối cùng phải đợi công an.